Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Tư ngày 31 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy cho quyết định bổ nhiệm Bí thư thành phố Bảo Lộc và huyện Đơn Dương. Đà Tẻ sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động. Hội thảo đánh giá thực trạng du lịch dựa vào cộng đồng tại Lâm Đồng. Phát huy tính cộng đồng trong bảo tồn văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Mỹ kỳ vọng đạt thỏa thuận trong thương mại lớn với Trung Quốc. Thế hệ trẻ khởi nghiệp từ chính những sản vật của quê hương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay 31 tháng 10, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã đến dự lễ công bố và trao quyết định điều động, chỉ định và bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Lộc khóa 5, nhiệm kỳ 2015-2020. Công bố quyết định nghỉ hưu theo quy định của nhà nước cho đồng chí Lê Hoàng Phùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao các quyết định ghi nhận cảm ơn những đóng góp của đồng chí Lê Hoàng Phùng, góp phần xây dựng thành phố Bảo Lộc phát triển vững mạnh. Đồng thời chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Triệu được nhận nhiệm vụ mới. Mong muốn đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Lộc Nguyễn Văn Triệu trên cương vị mới sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình, giữ vững đoàn kết thống nhất, gương mẫu về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy thành phố Bảo Lộc đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Tỉnh ủy và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Trước đó, vào sáng nay 31 tháng 10, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy Đơn Dương, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương. Sau khi nghe đồng chí Trần Duy Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương vào vị trí Bí thư Huyện ủy Đơn Dương, nhiệm kỳ 2015-2020, thay cho đồng chí Lưu Tấn Huệ đã nghỉ hưu. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Bí thư Huyện ủy Đơn Dương tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết trong đảng, để lãnh đạo huyện Đơn Dương sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Đồng chí Đinh Ngọc Hùng hứa sẽ lãnh đạo tổ chức triển khai, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đảng bộ huyện Đơn Dương ngày càng vươn lên vững mạnh. Đà Tẻ với sự đồng thuận của nhân dân trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động, xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng theo hướng bền vững, góp phần làm đa dạng, phong phú các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Sáng 31 tháng 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục họp phiên chất vấn các thành viên chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết nhiệm kỳ thứ tư, Quốc hội khóa 14. Trong phiên chất vấn ngày 31 tháng 10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng 12 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã trả lời chất vấn, tranh luận cùng các đại biểu Quốc hội về các câu hỏi nóng được nêu lên trong nhiều lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, kinh tế, điều tra tội phạm, giải pháp về phát triển đào tạo nghề, nâng cao chất lượng lao động nông thôn, thanh tra xử lý sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường. Là những vấn đề được các đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phiên chất vấn này. Quốc hội cũng ghi nhận nhiều ý kiến tranh luận của đại biểu Quốc hội,
để làm rõ hơn các vấn đề mà đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước quan tâm, theo dõi. Phiên chất vấn hôm nay ghi nhận nhiều trao đổi giữa đại biểu với các trưởng ngành phụ trách lĩnh vực tư pháp. Không chỉ dừng lại ở việc chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành, một số đại biểu còn dành thời gian để tranh luận với nhau trên nghị trường. Như vậy, trong phiên chất vấn hôm nay, gần như các bộ trưởng đều đã đăng đàn với các vấn đề nóng nhất được dư luận quan tâm. Thứ hai nữa là muốn cho cái chế biến thì phải đồng nhất. Sáng nay 31 tháng 10, tại thành phố Bảo Lộc, ông Ca Mát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã chủ trì hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực các ban Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cùng Thường trực lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cờ Mát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hội nghị lần này là cơ hội để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn bất cập, đồng thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền, kịp thời tháo gỡ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân ở địa phương. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương cần tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, tiếp công dân và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Tại hội nghị, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân các địa phương đã trình bày tham luận, tập trung vào những nội dung chính là kinh nghiệm và cách làm hay, những vấn đề cần khắc phục, cũng như vai trò của Hội đồng Nhân dân khi tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân địa phương, như vấn đề cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn, còn một số huyện còn chậm trễ, thủ tục rườm rà, phức tạp. Công tác đền bù, tái định cư tại một số dự án Thủy điện Đồng Nai 2, Đồng Nai 3 ở huyện Di Linh, Lâm Hà. Công tác quản lý dân di cư tự do, tình trạng hư hỏng, xuống cấp tại một số tuyến đường giao thông hiện nay, v.v. Kết luận hội nghị, ông Cường Mát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá, những ý kiến của các đại biểu đóng góp tại hội nghị đều rất sát với thực tế tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, những kinh nghiệm và giải pháp của Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân ở các địa phương, đã chia sẻ là cơ sở để Hội đồng Nhân dân các cấp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới trong lĩnh vực này. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân địa phương. Các cơ quan chức năng nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, trên cơ sở đó giải quyết tốt các vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị. Sáng 31 tháng 10, Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng đoàn công tác đã có buổi kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong lực lượng vũ trang tại Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thành phố Đà Lạt đã làm việc với đoàn. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng ủy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt đã đạt được những kết quả tích cực. Các đơn vị chi bộ đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai việc học tập và làm theo Bác, huy động toàn bộ lực lượng cùng tham gia, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền tập trung vào 92 lời bình, câu nói, bài viết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, như thông qua các chuỗi sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, tổ chức hội thi và thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, đồng thời đưa nội dung lời dạy của Bác vào lịch công tác tuần để cán bộ đảng viên quần chúng học tập. Song song đó, đối với công tác đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt còn thường xuyên chú trọng kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 94, bộ phận giúp việc và lực lượng đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức tập huấn, trang bị phương tiện, hỗ trợ kinh phí cho các thành viên tham gia đấu tranh trên mạng xã hội, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Trần Hữu Tài,
Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao kết quả thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa tại Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Đảng ủy Quân sự thành phố Đà Lạt. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng tiếp tục bám sát các nội dung chỉ đạo, chú động tổ chức đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, sát với thực tiễn nhiệm vụ từng cơ quan đơn vị, tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới để tạo tính thực tiễn cao trong thực hiện. Chiều 31 tháng 10, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt, đơn vị được Quân khu 7 chọn làm điểm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam. Thiếu tướng Trần Hữu Tài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cùng đại diện các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành trên địa bàn đã tham dự. Theo báo cáo, trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt đã thường xuyên tổ chức quán triệt cho đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang toàn thành phố các nội dung liên quan đến Ngày Pháp luật Việt Nam, phổ biến nội dung văn bản pháp luật mới. Nhìn chung, Ngày Pháp luật được triển khai cơ bản đúng trọng tâm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt kết hợp với sân khấu hóa. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhà nước, ý thức kỷ luật quân đội của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, luật an ninh mạng và các bộ luật liên quan. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, chú trọng giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật, nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Ngày Pháp luật một cách thực chất, hiệu quả. Cũng tại Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt còn tổ chức hội thi trò chơi pháp luật với sự tham gia của 3 đội thi đến từ các chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công ty Dịch vụ Đô thị Đà Lạt và phường 4. Các đội trải qua 3 phần thi chào hỏi kiến thức pháp luật và phần thi thuyết trình với các nội dung liên quan đến luật nghĩa vụ quân sự, luật an ninh mạng, luật đơn vị hành chính kinh tế đặc khu và các luật liên quan. Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thành phố Đà Lạt. Xác định sắp xếp tinh gọn bộ máy là việc khó, liên quan trực tiếp đến quyền lợi và công việc của không ít người. Do vậy, công khai minh bạch chủ trương chính sách ngay từ đầu, gắn với từng vị trí việc làm cụ thể để tạo sự đồng thuận chung, đã và đang được huyện Đà Tẻ nghiêm túc thực hiện. Cách làm này đã thể hiện đúng tinh thần của nghị quyết Trung ương 6, tạo sự lan tỏa và đi vào đời sống của toàn dân. Ngay sau khi có chủ trương thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy, các cấp các ngành ở Đà Tẻ bắt tay vào thực hiện. Đơn cử, trường tiểu học Quang Trung thị trấn Đà Tẻ, trước khi chưa sáp nhập trường có 31 cán bộ giáo viên, sau sáp nhập tăng lên 35 người. Mặc dù con số dao động chỉ 4 người, nhưng để bố trí sắp xếp giáo viên đứng lớp phù hợp với vị trí chuyên môn của giáo viên mới được điều động về cũng là việc không đơn giản. Vì vậy, cách thức tổ chức, tạo sự đồng thuận và công tác tư tưởng được ban giám hiệu nhà trường chú trọng. Nói chung, cho đến thời điểm này, thì cái việc thực hiện tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục huyện Đà Tẻ thì chúng tôi cũng đang thực hiện và chúng tôi thấy chủ trương này cũng là một chủ trương đúng đắn. Và hiện tại thì tất cả về phía giáo viên, nhân viên cũng như học sinh đã được bố trí hợp lý, không có cái gì trở ngại lớn. Song song với sắp xếp lại bộ máy hành chính ở khối đảng, mặt trận, đoàn thể, thì khối hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được Đà Tẻ quan tâm thực hiện. Các xã, thị trấn không đủ tiêu chí về dân số và diện tích sẽ được nhập lại. Đặc biệt, việc triển khai mô hình bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân xã, cũng được địa phương tập trung khảo sát nghiên cứu, gắn với tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ này thì bước đầu xác định là hết sức là khó khăn, nhưng mà qua công tác là tư tưởng rồi để vận động thì chính là vì thế là đến thời điểm này là đối với địa phương Hà Đông chúng tôi là làm rất tốt ở cái công tác mà tinh giảm gọn nhẹ bộ máy, như vậy là thực hiện là rất hiệu quả, thì cho rằng là chủ trương nghị quyết này là hoàn toàn đúng đắn và đi vào lòng dân. Ở phía nam tỉnh Lâm Đồng cùng với Đà Oai, huyện Đà Tẻ là địa phương thực hiện thí điểm việc sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Những cơ quan có nhiệm vụ tương đồng hoặc chồng chéo nhau sẽ được sắp xếp lại.
đến nay khối đảng, đoàn thể của Đà Tẻ đã giảm được 8 biên chế, tương đương với tỷ lệ 11,3%. Mục tiêu đến năm 2021 giảm thêm 5 biên chế, đảm bảo chỉ tiêu giảm 20% biên chế theo đề án. Khối nhà nước giảm được 13 trên 95 biên chế, đạt gần 14%. Riêng cấp xã thị trấn giảm 23 biên chế, giảm trên 100 người hoạt động chuyên trách. Khối đảng, cấp xã giảm 43 người, chính quyền giảm 63 người. Huyện đã thực hiện việc tinh gọn, hợp nhất, chức danh và bộ phận làm việc một số đơn vị như Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Đài Phát thanh Truyền hình, Phòng Y tế, Dân tộc, vào Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Ngoài ra, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp thôn, tổ dân phố được triển khai đồng bộ. Xuất phát từ cái tình hình thực tế, về cái tinh thần của nghị quyết 18-19, sau khi được học tập và quán triệt, và mọi người đều thấy rằng là cái sự là trong cái giai đoạn hiện nay thì cũng nhất thiết là phải thực hiện tốt cái việc tinh giản cái biên chế và tổ chức bộ máy, bởi vì thực tế có những cái vấn đề hiện nay chúng ta còn để lãng phí cái nguồn nhân lực và cái bộ máy chúng ta thì còn công kênh và hoạt động thì có những cái vấn đề nó còn chồng chéo cái chức năng nhiệm vụ lẫn nhau. Cho nên từ cái vấn đề mà nhận thức được cái việc đấy thì sau khi mà xây dựng cái đề án và một số cái triển khai một số cái vấn đề liên quan đến cái sáp nhập và tinh gọn cái bộ máy, tinh gọn đầu mối thì được cán bộ công chức viên chức là hết sức đồng tình ủng hộ. Và từ những cái vấn đề khi mà chúng tôi triển khai như vậy rồi á thì hiện nay là các cái cơ quan được sau khi được sáp nhập thì đều là hoạt động rất là tốt, cũng không có những cái vấn đề gì vướng mắc. Tôi cho rằng là cái việc này thì do mình đã làm công tác quán triệt kỹ lưỡng, từ đó thì cán bộ đảng viên có cái nhận thức tốt, cho nên tạo ra sự đồng thuận, thì tất cả mọi người khi đã đồng thuận thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Sự đồng thuận cao và phương thức triển khai đồng bộ, hiệu lực hiệu quả của cả hệ thống chính trị ở Đà Tẻ đã góp phần rất lớn theo đúng lộ trình. Từ nay đến năm 2021, các cơ quan đảng nhà nước của tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp tinh giản biên chế hơn 10%. Hôm nay, 31 tháng 10, tại thành phố Đà Lạt, Học viện Chính trị khu vực 2 thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức hội thảo đánh giá thực trạng du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Lâm Đồng và mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại thành phố Bảo Lộc và huyện Lạc Dương. Hội thảo thu hút hơn 40 đại biểu đến từ các sở ban ngành liên quan trên địa bàn tỉnh. Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nhấn mạnh, du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói. Cùng với các loại hình du lịch hiện hữu như du lịch cảnh quan, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch thể thao mạo hiểm, du lịch canh nông, thì du lịch dựa vào cộng đồng là loại hình du lịch gắn kết việc tham quan danh lam thắng cảnh, gắn với các hoạt động của văn hóa xã hội, tìm hiểu về cuộc sống của người dân bản địa. Loại hình du lịch này cũng phát triển tại tỉnh Lâm Đồng và mang lại nhiều trải nghiệm cho du khách. Song với sự phát triển nhỏ lẻ, thiếu tính định hướng, mô hình du lịch dựa vào cộng đồng ở tỉnh Lâm Đồng vẫn còn tồn tại những khó khăn hạn chế. Vì thế, hội thảo đánh giá thực trạng du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Lâm Đồng và mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại thành phố Bảo Lộc và huyện Lạc Dương với mục đích thu thập những ý kiến đóng góp từ các ngành chuyên môn, qua đó góp phần đưa mô hình du lịch dựa vào cộng đồng ở Lâm Đồng phát triển tương xứng với những tiềm năng vốn có. Mục đích của tổ chức cuộc hội thảo hôm nay là thứ nhất là lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học để đánh giá về hai cái mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng. Đó là mô hình về du lịch canh nông và mô hình về đua ngựa không yên của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Qua cái ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu sẽ có những cái bổ sung để vào trong cái mô hình và từ đó xây dựng một cái mô hình để có thể ứng dụng vào trong cái khai thác du lịch của tỉnh Lâm Đồng hiện nay. Là tỉnh miền núi có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như dân tộc Chu Ru, Mạ, Cờ Ho, Mơ Nông. Vì thế Lâm Đồng là địa phương có nhiều lễ hội văn hóa, làng nghề truyền thống, mang đậm bản sắc dân tộc bản địa. Từ đó góp phần đưa mô hình du lịch dựa vào cộng đồng trở thành loại hình du lịch với ba phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm để du khách khám phá và trải nghiệm nét độc đáo khác biệt với nhiều địa phương trong cả nước. Đặc biệt thời gian qua, loại hình du lịch này được nhiều địa phương quan tâm và đưa vào định hướng phát triển.
Trong đó, hai địa phương phát triển mạnh mô hình du lịch này là thành phố Bảo Lộc với mô hình du lịch canh nông kết hợp khám phá các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Châu Mạ và huyện Lạc Dương với mô hình du lịch đua ngựa không yên kết hợp khám phá các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Cờ Ho trên cao nguyên Lang Biang. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, du lịch dựa vào cộng đồng ở Lâm Đồng vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, thiếu tính định hướng kịp thời của ngành chức năng. Nhiều mô hình phát triển tự phát chưa phát huy được ưu thế sẵn có. Từ những tồn tại của mô hình du lịch dựa vào cộng đồng mà tỉnh Lâm Đồng đang gặp phải, tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau phân tích đánh giá về thực trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng, các chính sách phát triển loại hình du lịch dựa vào cộng đồng, những tiềm năng trong khai thác du lịch dựa vào cộng đồng, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với việc phát triển mô hình du lịch canh nông kết hợp khám phá, trải nghiệm các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Châu Mạ, giải pháp liên kết vùng trong phát triển các mô hình du lịch tại Lâm Đồng. Hiện nay thì cái việc mà phát triển du lịch cộng đồng vẫn chưa có những cái chính sách cụ thể cũng như là những cái định hướng cụ thể để cái hoạt động du lịch cộng đồng đi theo đúng cái chính sách của chúng ta. Vì vậy cho nên là thông qua cái hội thảo ngày hôm nay thì cái nội dung ở trong đề tài sẽ là cái phần để cho sở ngành văn hóa thể thao du lịch nghiên cứu, từ đó có những cái chính sách, những cái cơ chế đề xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có những cái ưu đãi, những cái hoạt động nhằm cái phát huy cái tính cộng đồng trong cái hoạt động du lịch. Thông qua hội thảo là dịp để các đại biểu cùng nhau chia sẻ, đóng góp những ý kiến xác đáng để các ngành liên quan có những định hướng trong xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng theo hướng bền vững, góp phần làm đa dạng phong phú các loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhằm phục vụ khách du lịch khi đến với địa phương. Một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực sẽ tiếp tục chương trình thời sự tối nay. Sáng 31 tháng 10, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã tổ chức Đại hội Hội sinh viên lần thứ 11, nhiệm kỳ 2018-2020. Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã luôn chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều chương trình hoạt động phong phú, từng bước đổi mới phương thức sinh hoạt, tập hợp đoàn kết sinh viên. Qua đó, giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống sư phạm, bồi dưỡng những kỹ năng cho sinh viên. Song song với việc nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng học tập, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thiện nguyện được hội sinh viên nhà trường chú trọng. Hàng năm đã có hàng trăm sinh viên tình nguyện đến các vùng sâu vùng xa dạy chữ cho các em học sinh. Đồng thời gây quỹ trao tặng hàng chục triệu đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học, v.v. Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cũng đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới như 100% cơ sở hội tiếp tục triển khai có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Có ít nhất 80% hội viên sinh viên đăng ký danh hiệu sinh viên năm tốt. Có ít nhất 100% ý tưởng sáng kiến do hội viên sinh viên đề xuất trong nhiệm kỳ. Đại hội thống nhất bầu anh Nguyễn Đình Hải làm Chủ tịch Hội sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nhiệm kỳ 2018-2020. Trước đó, chiều hôm qua 30 tháng 10, Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức đại hội lần thứ 8 nhiệm kỳ 2018-2020. Trong nhiệm kỳ qua, Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt với tổng số 23 chi hội và hơn 11.000 sinh viên đã có nhiều đóng góp và thúc đẩy sự phát triển phong trào sinh viên của nhà trường ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó có 95% hội viên được học tập, nghiên cứu các nghị quyết của đảng, của đoàn hội, các cấp và pháp luật của nhà nước. Có 150 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên hoàn thành. 100% hội viên cam kết phòng chống ma túy, các tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và xây dựng văn hóa học đường trong sinh viên, v.v. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động xã hội được quan tâm đẩy mạnh. Các chương trình như sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong, sinh viên học tập sáng tạo, tư vấn hỗ trợ sinh viên, chương trình sinh viên tình nguyện đi vào chiều sâu, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường và phong trào của sinh viên. Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới như tiếp tục đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên, đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo hướng đáp ứng nhu cầu sinh viên, đẩy mạnh các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện, phấn đấu đạt chỉ tiêu danh hiệu sinh viên năm tốt, v.v. Anh Phan Tuấn Anh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Đà Lạt, nhiệm kỳ 2018-2020. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, đáp ứng nhu cầu cho công tác cứu và điều trị bệnh của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sáng nay 31 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với công ty Taxi Lado Lâm Đồng đã tổ chức chương trình Ngày hiến máu tình nguyện, thu hút trên 60 cán bộ nhân viên của công ty và người dân trên địa bàn đã đến tham gia.
Kết quả chương trình ngày hội hiến máu đã thu về hơn 40 đơn vị máu. Được biết, từ đầu năm đến nay, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, trường cao đẳng, đại học, tổ chức 77 đợt hiến máu tại 12 huyện, thành phố và tiếp nhận 13.700 đơn vị máu, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Sáng 31 tháng 10, tại quốc lộ 20 thuộc thôn 3, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và một xe tải. Khoảng 7 giờ 45 phút, xe khách mang biển số 49B00724 do tài xế Trần Thanh Hà, sinh năm 1988, ngụ tại thành phố Bảo Lộc, điều khiển theo hướng Bảo Lộc - Đà Lạt. Khi đến địa điểm thôn 3, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, đã va chạm vào xe tải biển kiểm soát 49C07768 do tài xế Huỳnh Trung Trọng, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Đức Trọng điều khiển theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến cho cabin chiếc xe tải bẹp dúm. May mắn, tài xế Trọng chỉ bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên, xe khách có gần 50 hành khách. May mắn không có ai bị thương. Vụ tai nạn khiến cho tuyến quốc lộ 20 bị ách tắc hàng giờ. Lực lượng chức năng đã đến và điều tiết giao thông. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Phần tin trong nước và quốc tế. Sau 13 năm được UNESCO vinh danh, liệu Cồng Chiêng Tây Nguyên có còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, hấp dẫn trong lòng bạn bè bốn phương? Nhiều nước trên thế giới đang hy vọng về một thỏa thuận thương mại lớn giữa Mỹ và Trung Quốc để tránh sự suy thoái kinh tế mới. Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính thực hiện liên thông và xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Thực hiện rà soát, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền có thể giao cho cấp tỉnh, huyện, xã tiếp nhận hồ sơ, xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Cuối năm 2019, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. Bộ Tài chính đang trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Trong đó đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tổng số 117 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài chính. Theo Bộ Tài chính, dự thảo nghị định sửa đổi sẽ thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục trong các lĩnh vực như kế toán, bảo hiểm, kinh doanh dịch vụ kiểm toán, kinh doanh casino và một số loại hình kinh doanh tài chính khác. Liên quan đến việc thành lập và hoạt động công ty chứng khoán, dự thảo nghị định mới dự kiến sẽ cắt giảm 26 điều kiện và đơn giản hóa 23 điều kiện có liên quan. Đồng thời, cùng với việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện rà soát các quy định về hồ sơ thủ tục có liên quan để sửa đổi bãi bỏ ngay tại nghị định, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật. Nhằm tôn vinh giá trị của không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, trong các ngày từ 30 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2018, tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên. Đây không chỉ là ngày hội văn hóa lớn mang tầm khu vực, sự kiện này còn được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng tích cực trong phát triển du lịch ở Gia Lai cũng như các tỉnh Tây Nguyên. Ngay từ khi ra đời và gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào Tây Nguyên, Cồng Chiêng đã trở thành tài sản vô giá. Ngày xưa, gia đình dòng tộc nào sở hữu càng nhiều bộ cồng chiêng thì được cộng đồng làng lấy đó làm thước đo của sự giàu có. Gia Lai nằm ở vùng Bắc Tây Nguyên, là tỉnh có tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm hơn 45%, chủ yếu là hai dân tộc Sarai và Bana. Nhiều buôn làng trong tỉnh vẫn đang bảo quản và sử dụng thường xuyên hàng ngàn bộ cồng chiêng trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong đó có nhiều bộ cồng chiêng cổ, chiêng quý được trao truyền qua nhiều thế hệ. Khi mà bà con người ta đi rảy, người ta nghe cái âm thanh cái bộ chiêng rắp này, người ta phải nói là khiến cho con người người ta rất buồn. Buồn vì sao? Buồn là vì là chắc chắn là sẽ trong lòng mình chết. Thì mới có cái bộ cồng chiêng. Giống như là lễ bộ mã hay là người chết. Hoặc là người chết trong lòng. Thì tất cả bà con ở rảy người ta về hết. Trong những năm gần đây, khi đời sống kinh tế xã hội phát triển theo cơ chế thị trường đã tác động đến phương thức sản xuất, nếp sinh hoạt văn hóa của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Cuộc sống của bà con có sự biến đổi, nhu cầu hưởng thụ các loại hình văn hóa truyền thống của từng người, từng gia đình không còn duy trì như xưa. Do đó, công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa cồng chiêng, là nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết.
Xuất phát từ thực tế trên, nhiều địa phương ở tỉnh Gia Lai đã phục hồi và duy trì hoạt động của các đội cồng chiêng ở các buôn làng mà nòng cốt là các nghệ nhân và lực lượng thanh thiếu niên. Tập cho học sinh là tôi mừng lắm. Để sau này là không mất cái tục tập quán của đồng bào. Là chúng ta đã tạo nên được một cái nhận thức tương đối đồng bộ từ các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể đến các cộng đồng, các dân cư, đời tần từng hộ gia đình và người dân trong việc cái trách nhiệm đối với việc bảo tồn cũng như phát huy giá trị của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, duy trì được liên tục từ đó đến nay. Đến nay, cồng chiêng Tây Nguyên đã được vinh danh qua nhiều lễ hội, sự kiện mang tầm quốc gia và khu vực như Festival Cồng chiêng Quốc tế tại Gia Lai 2009, Liên hoan cồng chiêng tại các kỳ tổ chức lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, Tuần Văn hóa Du lịch Kon Tum. Sau 13 năm được UNESCO vinh danh, cồng chiêng Tây Nguyên có còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ hấp dẫn trong lòng bạn bè bốn phương? Tất cả những câu hỏi này sẽ được phô diễn bằng hình ảnh, âm thanh, sắc màu trong sự kiện Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tổ chức tại Gia Lai tới đây với chủ đề Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chưa được giải quyết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận thương mại lớn với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo sẵn sàng áp lực thuế quan mới trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, trong trường hợp không đạt được thỏa thuận. Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News hôm 29 tháng 10, Tổng thống Trump nhấn mạnh ông muốn thực hiện một thỏa thuận lớn ngay lúc này, song phía Bắc Kinh chưa sẵn sàng. Ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo sẽ áp khoản thuế 267 tỷ đô la Mỹ đối với Trung Quốc nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. Hãng Bloomberg đưa tin, Washington đã chuẩn bị công bố gói thuế quan đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ trong đầu tháng 12 tới, nếu cuộc đàm phán giữa hai bên không giúp hạ nhiệt căng thẳng thương mại. Cho đến nay, Mỹ đã áp thuế đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế với hàng hóa trị giá 110 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ. Truyền thông Anh cho biết người dân xứ England, Vương quốc Anh sẽ thực hiện chương trình trồng hơn 10 triệu cây xanh thời gian tới, trong bối cảnh mật độ cây xanh nước này ngày một thấp hơn so với các nước khác ở châu Âu. Kế hoạch trồng cây xanh này sẽ được thực hiện với khoản ngân sách 60 triệu bảng, khoảng 77 triệu đô la Mỹ, trong vòng 5 năm, qua đó giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhất là tại các thành phố lớn. Chính phủ Anh đã cam kết trồng thêm 11 triệu cây xanh trong giai đoạn 2017-2020 và ủng hộ một nghiên cứu về khả năng xây dựng một đại công viên Thames tại cửa sông Thames, dự kiến hoàn thành vào năm 2020. Trong năm tài khóa 2017-2018, khoảng 1,6 triệu cây xanh đã được trồng tại xứ England, che phủ gần 900 hecta, trong khi đó ở Scotland, diện tích phủ xanh này là 7.100 hecta. Không khí Halloween đang tràn ngập rất nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều người vô cùng háo hức khi được hóa trang thành những nhân vật mà họ yêu thích và tham gia những trò chơi thú vị. Để chuẩn bị cho mùa Halloween, thì việc đầu tiên mà các gia đình tại Anh không thể bỏ qua là chọn mua bí ngô. Và trang trại rộng tới gần 90.000 m2 với các loại bí ngô đủ hình dáng và kích cỡ ở hạt Kent, miền đông nam nước Anh là địa điểm thu hút rất nhiều gia đình Anh tới chọn mua. Bọn trẻ rất thích lễ hội này. Thật tuyệt khi bạn có thể cùng gia đình trang trí nhà cửa, hóa trang và hòa vào không khí lễ hội. Còn tại Mỹ, những cửa hàng bán và cho thuê trang phục Halloween cũng vô cùng bận rộn. Mặt nạ, áo choàng, trang phục hóa trang phù thủy hay siêu anh hùng, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách hàng. Tôi đã mua 3 bộ trang phục hóa trang trong năm nay. Ở nhà tôi có tới 32 bộ hóa trang. Tôi muốn mỗi năm mình đều chọn một trang phục khác nhau. Với những người thích tự tay chuẩn bị một bộ trang phục riêng hay tìm kiếm những món đồ dành cho các phù thủy thực thụ như nến thơm, thảo dược hay thậm chí là một cây chổi cán dài thì họ có thể tìm tới cửa hàng Enchantment ở thành phố New York. Chúng tôi có mọi thứ nếu ai đó muốn mua và tự làm theo ý mình. Chúng tôi thích phép thuật tích cực và muốn mọi người tự khám phá ra điều đó. Hòa cùng bầu không khí náo nhiệt, những người dân Đức, Pháp, Mexico và rất nhiều quốc gia trên thế giới trong những bộ trang phục kinh dị hay hóa trang thành xác sống đã sẵn sàng cho một lễ diễu hành hoành tráng để đón mùa Halloween 2018.
Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, bức tranh khởi nghiệp tại Lâm Đồng được tô điểm bằng câu chuyện của những người trẻ khởi nghiệp từ chính những sản vật của quê hương. Vấn đề khởi nghiệp đã không còn là một điều quá xa lạ với giới trẻ, đặc biệt là trong nhiều năm gần đây. Với quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp từ chính ngành nghề truyền thống của cha ông trên mảnh đất quê hương ngàn hoa, đôi vợ chồng trẻ Phạm Minh Khang, Nguyễn Quỳnh Phương đã tạo dựng một địa chỉ đáng tin cậy dành cho người nông dân và cả khách hàng khi lựa chọn sản phẩm hoa hồng Đà Lạt. Sinh ra ở làng hoa Vạn Thành, được thừa hưởng những kinh nghiệm sản xuất hoa truyền thống của gia đình, vợ chồng anh Phạm Minh Khang, Nguyễn Quỳnh Phương quyết tâm khởi nghiệp từ hoa hồng. Nhưng với tư duy của những người trẻ tuổi, họ đã không đi theo lối mòn của cách làm truyền thống. Nhận thấy nhu cầu của thị trường hiện nay luôn ưa chuộng thêm những màu sắc mới ngoài những tông màu cơ bản. Anh Khang cùng vợ đã tìm tòi học hỏi và nghiên cứu để nhập khẩu, cấy ghép, lai tạo thêm 40 màu hoa hồng khác nhau. Năm 2015, đôi vợ chồng trẻ Minh Khang quyết định xây dựng công ty và liên kết với hơn 10 hộ nông dân trên địa bàn để cung cấp các loại hoa xỉ lẻ. Với gần 5 hecta liên kết về cây hoa hồng và hơn 1 hecta các loại hoa cắt cành, lá, trang trí, đơn vị đã xây dựng được một chuỗi liên kết mang tính ổn định từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, giúp bà con nông dân yên tâm hơn khi hợp tác trồng hoa cho công ty. Từ khi mà làm ăn với Khang rồi á, thì chung nó tương đối đầu ra nó cũng ổn định. Thì mình yên tâm mình làm ăn, vì trong cái vườn của mình thì tương đối là xa. Cho nên là mình phải liên kết đó với lại Khang để Khang chuyên về đóng bông cho các mối, còn mình thì chuyên sản xuất. Giá cả thị trường nó giao bấp bênh lắm. Còn giao bên Quỳnh Phương này thì em chỉ lo khâu sản xuất thôi. Còn không phải, nói chung là không phải suy nghĩ về cái mặt hàng ra rồi nhiều hàng hay ít hàng gì hết, cứ giao về giao cho Quỳnh Phương lo hết. Còn em chỉ có tập trung vào ví dụ bông thì mối bên Quỳnh Phương cần giống gì thì em làm những giống đó thôi. Trên thế giới hiện nay có tới trên 20.000 giống hồng. Giá trị thương phẩm của các loại giống hồng chủ yếu là ở màu sắc hoa. Màu sắc hoa không những quyết định đến hiệu quả kinh tế mà còn liên quan đến quá trình sản xuất. Việc nghiên cứu và đưa vào trồng nhiều loại hoa hồng có giá trị kinh tế cao tạo điều kiện cho công ty Quỳnh Phương có nhiều hợp đồng với khách hàng tại các chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Một số cửa hàng hoa lớn trên toàn quốc và nước ngoài. Khi mà mình là một liên kết mang tính thương mại để hỗ trợ và cùng đồng hành với nhà vườn để có thể đưa sản phẩm ra ngoài thị trường, vừa là để hỗ trợ người nông dân, vừa là để nâng cao cái giá trị hoa hồng và các loại hoa khác tại thành phố Đà Lạt. Nên từ đó là lập nên cái ý tưởng là mình sẽ là người nhà phân phối hoa đại diện cho nhà vườn tại Đà Lạt để phân phối hoa ra các nơi trong cả nước cũng như để xuất khẩu. Lựa chọn được hướng đi đúng để khởi nghiệp, biết chấp nhận rủi ro, chịu khó tìm tòi khoa học kỹ thuật, các phương pháp kinh doanh đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nên chỉ mới ngoài 30 tuổi, đôi vợ chồng trẻ Phạm Minh Khang, Nguyễn Quỳnh Phương đã có một chuỗi liên kết lớn mạnh, mang lại hiệu quả cao, tạo được lòng tin của nông dân và người tiêu dùng. Họ, những người trẻ, cùng những câu chuyện của những người khởi nghiệp từ chính những sản vật của quê hương vẫn đang lặng lẽ cùng tô điểm bức tranh khởi nghiệp tại Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng với những gam màu tươi vui đầy màu sắc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.